Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Hà My Vlog. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một món bánh cuốn bánh ướt làm từ cơm nguội. Với cách làm này rất là đơn giản và tiện lợi, không mất nhiều thời gian. Và sẽ cho ra những cái bánh mềm, dẻo, không hề bị cứng. Bây giờ mình mời các bạn cùng xem cách làm nhé. Và để làm được món bánh ướt bánh cuốn mềm dẻo thì mình đã chuẩn bị sẵn 200g bột gạo, 300g bột năng, 150g cơm nguội, 500g thịt băm nhuyễn, 100g nấm mèo mình đã sắc nhuyễn và một củ cà rốt mình đã sắc hạt lựu, 50g hành phi, tỏi băm nhuyễn, ớt băm nhuyễn, 2 quả chanh, tỏi băm nhuyễn, hành sắc nhuyễn. Và hành này để chút xíu mình làm mỡ hành nha các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi lấy cơm. Và chúng ta sẽ xay cơm. Mình sẽ bỏ cơm vào cối xay sinh tố. Và với lượng bột khi nãy thì chúng ta sẽ sử dụng 1,5 lít nước nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho 200ml nước vào cối xay để xay chung với cơm nha các bạn. Cơm mình đã xay xong rồi, bây giờ mình sẽ đi lấy thau và mình sẽ bỏ bột gạo và bột năng vào thau. Mình sẽ đổ phần nước cơm khi nãy mình xay vào luôn. Mình sẽ cho nước vào luôn nha các bạn. Khi quậy bột thì các bạn cho nước vào từ từ thôi, không cần cho một lần một nha. Bột mình đã quậy xong rồi, bây giờ mình sẽ đổ qua cái khay để lượt lại một lần nữa nha các bạn. Khi lượt bột xong thì chúng ta sẽ cho một muỗng dầu ăn và một ít muối vào bột. Để khi chúng ta tráng bánh, bánh sẽ bóng đẹp hơn đó các bạn. Bây giờ mình bắt đầu đi xào phần nhân nha. Mình sẽ bắt chảo lên và cho dầu vào chảo. Mình sẽ cho tỏi băm nhuyễn và đầu hành mình đã sắc nhuyễn vào luôn. Mình sẽ phi đến khi nào tỏi và hành có mùi thơm thì mình sẽ bỏ thịt băm nhuyễn vào xào nha các bạn. Bây giờ tỏi và hành cũng đã thơm rồi, bây giờ mình bắt đầu bỏ thịt băm nhuyễn vào nha. Bây giờ mình sẽ bỏ gia vị vào nha. Mình sẽ bỏ một ít bột ngọt và một ít muối, thêm một ít dầu hào vào nữa nha. Và mình xào thịt khoảng 5 phút thì mình sẽ bỏ cà rốt và nấm mèo vào xào chung nha. Bây giờ mình sẽ bỏ cà rốt vào và bỏ luôn nấm mèo vào luôn. Khi chúng ta bỏ cà rốt và nấm mèo vào xào thì chúng ta xào khoảng 10 phút nữa là được nha các bạn. Rất là ngon luôn nè các bạn. Bây giờ thịt cũng đã chín rồi, bây giờ mình sẽ
đổ qua cái dĩa nha. Thịt mình đã xào xong, bây giờ mình sẽ đi trộn nước mắm chua ngọt nha các bạn. Mình sẽ bỏ 3 muỗng đường và 4 muỗng nước mắm. Năm muỗng nước. Yeah, mình sẽ vắt lấy hai quả nước cốt chanh vào nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho tỏi và ớt băm nhuyễn vào. Như vậy là phần nước mắm chua ngọt mình đã trộn xong rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi tráng bánh nha các bạn. Mình sẽ bắt chảo lên và tha một lớp dầu vào chảo. Chúng ta chỉ cần tha ít thôi nha, không cần nhiều nha các bạn. Mình sẽ đổ bột vào chảo và mình sẽ lắc đều cho bột dính vào khắp đáy chảo và đậy nắp lại để 1 phút. Dỡ nắp ra là bột đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ ập xuống là cái bánh đã rớt xuống rồi đó các bạn. Nhìn rất là ngon luôn này các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho nhân lên bánh và gói lại. Như vậy là mình đã được cái bánh rồi đó các bạn. Và tương tự như vậy thì mình sẽ đổ hết phần bột luôn nha. Ở đây mình chỉ quay đổ 2 cái thôi nha các bạn. Nếu mà mình quay hết thì thời gian rất là dài, nên mình chỉ quay 2 cái thôi. Bánh mình đã làm xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho mỡ hành và hành phi lên nha. Mình sẽ bỏ một ít mỡ hành lên. Tiếp theo mình sẽ bỏ hành phi lên. Rất là ngon luôn này các bạn. Bánh làm từ cơm nguội rất là mềm và rất là dẻo, không bị cứng nha. Bây giờ mình sẽ lấy một cái bánh và thử coi độ dẻo và độ mềm như thế nào cho các bạn xem nha. Mình sẽ lấy một ít dưa leo và một ít gao. Và mình sẽ chan một ít nước mắm lên. Rất là ngon luôn nè. Bánh mình gấp lên là có độ dai và mềm rồi nè các bạn. Bây giờ mình mời các bạn nha. Bánh rất là mềm và rất là dai, ăn rất là ngon luôn đó các bạn. Các bạn làm ăn thử nha. Và như vậy món bánh cuốn bánh ướt làm từ cơm nguội mình đã thực hiện xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp các bạn ở video lần sau nha. Bye!